Rồi chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ gặp một nhân vật đó là lắp ráp ở bên bảng tiếng Anh và bên bảng Nhật chúng ta gọi là Raburasu, là một con Pokemon. Hình như nó nằm ở season 3 hay 4 gì đây, cái season mà chúng ta đấu ở dưới cái liên minh Orange á, cái liên minh mà chúng ta đi trên những cái di trên con này chúng ta di chuyển qua những hòn đảo á. Mình nhớ không lầm là liên minh Orange á, là chúng ta con này nó sẽ là một cái con mà để dùng để di chuyển ở trên những cái hòn đảo ở trong cái quần đảo đó. Và các bạn có thể thấy đây là S của chúng ta hay là Satoshi. Đây là của hãng Mega House nhé. Đây, mình sẽ coi gần cho các bạn xem. Chi tiết của chúng ta rất là đẹp nhé. Đây, mắt làm rất là đẹp. Ồ, ngã rồi. Đây là lắp ráp của chúng ta, rất là đẹp. Chúng ta có cái đế Pikachu, nhân vật giống như là linh vật của bộ phim. Bỏ anh chàng Satoshi lên lại. Đấy, Satoshi của chúng ta. Đây, có thể cho các bạn xem chi tiết của Satoshi. Làm rất là đẹp nhé. Con này thì mình mua ở Thái Lan, trong cái hội chợ mà đồ chơi của Thái Lan lúc mà mình đi du lịch đó. Mình mua cùng với con ếch đấy, con ếch ninja. Và giá của nó cũng khoảng 2 triệu, 2 triệu 2, 2 triệu 3 gì đấy. Mua từ đó luôn, của hãng Mega House. Như đã nói với các bạn ở cái clip mà mình đã review con ếch ninja, là mình cũng là một fan rất là trung thành của Pokemon. Mặc dù bây giờ mình đã lớn tuổi lắm rồi, mình đã gần tới hàng ba rồi, nhưng mà mình vẫn rất thích Pokemon và hầu như mọi tập mình đều coi, nhưng mà mình lại không nhớ phần. Rất là thú vị. Và hiện tại thì mình thường và mình chơi gắn bó với Pokemon nhiều nhất đến bây giờ là mình chơi trên hệ máy của Nintendo. Những game của Pokemon là mình đều mua hệ máy đó về để chơi, rất là vui. Và cũng giống như con này, mình thích từ nhỏ, và hình như là mình nhớ con Raburasu này này là trong cái cuộc mà đi trên những hòn đảo Orange thì con này nó là một cái con của một cái con mẹ nào đó, của một cái đàn Raburasu này nè, và vô tình bỏ lại nó và đã được Satoshi chúng ta, mà nó đã làm bạn với Satoshi và kết thúc cuộc hành trình ở cái vùng đất, ở cái những hòn đảo liên minh Orange đó. Thì Raburasu chúng ta đã tìm được đàn của chúng ta và sống với mẹ của mình. Và hầu như là một cái season nào đó thì những người bạn của anh chàng Satoshi chúng ta đều phải từ giã anh ấy Satoshi, là vì có mục đích gì đó vui hơn hay là có một cái cuộc sống nào đó mà phù hợp hơn. Nhưng mà chỉ riêng Pikachu chúng ta đó là luôn luôn đi theo, mặc dù là một lần là Satoshi chúng ta đã cho Pikachu đã được gặp nguyên một đàn, một bầy đàn Pikachu để sống cùng với nó, và chính Satoshi đã bỏ Pikachu đi để Pikachu phải sống với đàn, nhưng mà Pikachu đã chạy theo, nó như là nó giống là linh vật của chúng ta. Đây, và nói về tác phẩm của chúng ta ấy, thì có thể nói rằng là làm rất là tuyệt vời, làm từ chi tiết nhỏ, làm những cái đế thì rất là đẹp. Hãng Mega House thì nói về Pokemon nó thì rất là đẹp. Và dòng Twilight của này hình như là GEM Pokemon. Dòng Twilight của Mega House rất là đẹp. Mà không biết con này giờ các bạn có thể mua được nó không? Tại vì mình không biết con này là mua trên đâu, có thể là Ami. Và có ai đã nhận order về, còn mình thì rất là may mắn là mình đã mua được ngay ở tại cái hội chợ đó luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video mình tới đây. Và đây là một trong những con fix mà mình
recommend các bạn nếu là fan thích fix và cũng là fan Pokemon thì nên mua con này để về bộ sưu tập của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video mình tới đây.